Rồi các bạn nhìn cái hình này cô chỉ này. Ở bài này các bạn chú ý cho cô, bài này lỗ khí có rất nhiều. Chút nữa các bạn nhớ tìm cho cô được cái lỗ khí nha. Rồi tiếp theo là các bạn phải biết được xác định được đâu là biểu bì trên, đâu là biểu bì dưới. Thì biểu bì trên là cái phần lõm này nha. Còn biểu bì dưới là cái phần nó lồi ra. Được chưa? Rồi biểu bì trên không hề mang bó dẫn mà hệ thống dẫn, mà biểu bì dưới nó mới mang hệ thống dẫn. Đây là cách phân biệt giữa biểu bì trên và biểu bì dưới. Khi mà các em để kính, để vô trong kính hiển vi, để làm tiêu bản để lên trên kính hiển vi, nhớ là để ngược so với mắt mình. Các em để quay lại thì khi các em nhìn kính hiển vi thì nó sẽ xuôi. Còn nếu mà các em để theo cái chiều này thì các em nhìn vô nó sẽ ngược. Nhớ. Chú làm tiêu bản hai lá xạ, hai lá ó, hoặc là ba lá xạ, ba lá ó nha. Rồi cô chỉ này. Đây là biểu bì trên, đây là biểu bì dưới. Cụ mô cứng của biểu bì trên là các bạn sẽ thấy là nó nằm rải rác ở trong biểu bì trên. Và đây chính là lý do làm sao lá xạ tuy nó có gân song song và có cấu tạo cấp 1 mà lá xạ của mình rất là cứng nha, và đứng được nha. Và cụ thể ở trên đấy là nó còn thêm có nhiều cái tinh thể nữa đó, đó các em cầm sao cái lá xạ sao rất là bén, dễ đứt tay nha. Rồi cụ ở giữa này là cụm to nhất, nhớ vẽ hình phải miêu tả được cái phần này cho cô. Rồi điểm thứ hai đó là ở hai bên phần này nó có những cái bó nó lối giữa biểu bì trên và biểu bì dưới. Chắc chắn các bạn sẽ phải vẽ được cái bó này, nếu không vẽ được cái bó này sẽ bị trừ điểm rất nặng. Rồi tiếp theo này, đây là biểu bì dưới, các bạn sẽ thấy cụm mô cứng của biểu bì dưới và cái bó ở giữa này cũng là cái bó to nhất. Rồi chú ý cho cô, cái bó ngoài cùng này không được to hơn so với những bó ở bên trong. Và các em cứ vẽ như vậy, cứ một bó to xen kẽ với một bó nhỏ, không nhất thiết là phải vẽ theo cô nha. Có nhiều bó nhỏ nó đính vô cụm mô cứng, có nhiều bó nhỏ nó đính lên trên. Và cụ thể là có nhiều bó to này nó cũng ở bên trên luôn. Do đó các bạn không phải vẽ máy móc theo kiểu của cô gì hết. Rồi chú ý này, các em nhìn vô đây các em thấy màu hồng hết không? Đây màu hồng này, đây cũng màu hồng này. Coi chừng bị lộ. Đây mới là rồi đi bên 1, đây là gỗ 1. Và đúng ra là nó sẽ có thêm hai cái mạch gì? Hai bên này này, nhưng thôi mình bỏ qua cho nhau nhé, không vẽ cái đó nó bị rối hình. Rồi chú ý này, gỗ nibe 1 này, gỗ 1 nha, bao mô cứng tạo thành một cái bó mạch kín. Rồi nhớ cho cô cái bài này là như vậy nha. Còn gì nữa không? Ok không? Rồi bây giờ